Thưa quý vị, năm 2020 là năm đặc biệt với thành phố Đà Nẵng nói chung và cả Đà Nẵng nói riêng. Hai đợt Covid-19 và ảnh hưởng của mưa bão, lũ lụt là những trở ngại lớn cho sản lượng hàng hóa thông qua cảng. Nhưng với sự nỗ lực đoàn kết, cảng Đà Nẵng trong năm qua tiếp tục đạt được kết quả tốt trong sản xuất kinh doanh, xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiến bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Dưới tác động của Covid-19, trong khi nhiều doanh nghiệp sụt giảm sản lượng, thì cảng Đà Nẵng không chỉ đảm bảo sản lượng mà còn tăng trưởng tốt so với cùng kỳ. Cùng với công tác phòng chống dịch được đảm bảo nghiêm ngặt, cảng Đà Nẵng đã chỉ đạo lãnh đạo các đơn vị tập trung đào tạo nguồn nhân lực theo hướng chuyên môn hóa, nâng cao tư duy quản lý, nghiệp vụ chuyên môn, tay nghề, chuyên nghiệp trong công tác khai thác cảng biển, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh đang tác động toàn diện và làm thay đổi chuỗi cung ứng toàn cầu, vì tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng chuyển đổi số trong doanh nghiệp, trong điều hành sản xuất được đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Kiểm tra thân nhiệt tất cả những người ra vào cảng làm việc. Riêng các tàu thuyền thì chúng tôi bố trí cho CDC Đà Nẵng và Hoa Tiêu làm văn phòng làm việc tại cầu tàu để thuận tiện cho cái vấn đề là kiểm dịch trên tàu. Đoàn viên thanh niên, các đảng viên trẻ luôn nêu cao tinh thần xung kích đi đầu trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, luôn trau dồi kiến thức, những kỹ năng, những cái xu hướng của công nghệ 4.0 để áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội mở ra từ nghị quyết 43 của Bộ Chính trị đã xác định kinh tế biển là một trong ba trụ cột chính xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kỳ vọng về sự vươn vai phụ động của thành phố đối với cảng Đà Nẵng là hoàn toàn có cơ sở. Trong đó, cảng Đà Nẵng tiếp tục khẳng định là cảng biển hàng đầu khu vực miền Trung, là một mắt xích quan trọng trong chuỗi dịch vụ logistics, mang sứ mệnh động lực để phát triển kinh tế hàng hải, kinh tế biển của thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung. Chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật để chúng ta chuẩn bị cho các cái kịch bản trong cái việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Một trong những cái nhiệm vụ của các đồng chí đó là việc tuyên truyền và trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Đà Nẵng. Chúng ta có ưu thế đấy, nhưng nếu chúng ta không chuẩn bị tốt thì tự chúng ta tụt lại, phải nhìn thấy cái hướng cạnh tranh mới chứ không phải đơn thuần là chúng ta cứ bằng lòng với cái mà chúng ta đang có đâu. Cảng Đà Nẵng đã đưa vào trong nghị quyết của mình về cái việc là đẩy mạnh phát triển logistics tại khu vực cùng với thành phố thực hiện cái nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về việc phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. Để thực hiện cái việc đó thì cảng Đà Nẵng đã đẩy mạnh cơ cấu lại cái bộ máy tổ chức, cơ cấu lại cái nguồn hàng, cơ cấu lại thị trường và cũng đã thành lập cái trung tâm logistics tại khu Hòa Nhơn. Để từ đó chúng tôi đẩy mạnh và chủ động cái thị trường của khu vực miền Trung. Trong tương lai thì để xây dựng và phát triển cái cảng liên. Đại dịch Covid-19 đã và đang tác động mạnh mẽ tới mọi mặt của kinh tế thế giới, làm đảo lộn chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong đó có hoạt động khai thác cảng biển và dịch vụ logistics. Không chỉ trong khu vực, sự cạnh tranh giữa các cảng biển trong nước cũng đang diễn ra mạnh mẽ. Điều này đòi hỏi cảng Đà Nẵng cần tiếp tục có những bước đi linh hoạt hơn nữa, sáng tạo hơn nữa để không chỉ giữ vững tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân của toàn đảng bộ, toàn công ty mà còn phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, tạo bước đột phá trong hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh, đưa cảng Đà Nẵng trở thành trung tâm phát triển kinh tế hàng hải, trung tâm dịch vụ logistics, dịch vụ du lịch hiện đại, là cảng trung chuyển quốc tế của khu vực và thế giới, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước theo tinh thần nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị.